Di chuyển nè. Đứa bên ngoài đứa bên con người nè. Một phút hai giây nãy là ngon rồi. Về tới nơi được lấy điểm, bỏ nằm nhanh xuống nhẹ nhàng mới được tiến điểm. Sau khi cứu nằm nhanh con đồi, tư thế thứ nhất chúng ta quay lại tiếp tục cứu nằm nhanh ở tư thế thứ hai ạ. Chúng ta được quyền cứu hai sau cứu viên và một nạn nhân này. Chúng ta còn bao nhiêu nữa? Nạn nhân xong rồi quay trở lại liền. Hai bên đây nữa. Tính là nhiều điểm đây cả. Xin mời thầy giải tuệ tôi thành tham quan sát tình kỹ an nào đó tình trạng cảm hóa đó là thử nhân chúng ta cùng người điểm cứu được một người chúng ta cần một điểm tuy nhiên nhân chạy được chỗ tốc độ lên chúng ta cần hết 10 điểm chọn chắc và an toàn. Đây là thời gian để chúng ta thể hiện cái phần đoàn kế tập cổ vũ thật lớn cho chúng ta đây ạ. Kiến thức của viên của mình có chướng ngại vật nào hay không ạ? Nhẹ nhàng thôi ạ. Chính xác nhẹ nhàng và an toàn đó là những người mà đáng cho con. Chúng ta còn một phút nữa tiến trình để điều dưỡng sức. Nhẹ nhàng, an toàn và chính xác. Không khé chúng ta bị điều dưỡng rất là nhiều ạ. Thank you.